Rihanna, một sinh viên 20 tuổi ở Hàn Quốc, đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi vào giữa tháng 12 vừa qua và cho rằng đó có thể là cơ hội cuối cùng để thực hiện việc này một cách bí mật trước khi mọi người được tháo bỏ khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi vaccine đã được phân phối rộng rãi. Tâm lý đó đang thúc đẩy nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Đất nước đã phải ban hành nhiều quy định thắt chặt về việc đeo khẩu trang và áp dụng các chính sách làm việc tại nhà trong năm 2020. Cô sinh viên Rihanna đã phải học trực tuyến suốt năm qua, cho biết việc phục hồi sau phẫu thuật tại nhà cộng với việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng giúp giảm chú ý của mọi người đối với chiếc mũi mới phẫu thuật đã khiến cô quyết định thực hiện sửa mũi với chi phí 4,4 triệu won, tức khoảng hơn 4.000 đô la Mỹ. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để làm trước khi mọi người bắt đầu tháo bỏ khẩu trang khi vaccine đã có trong năm 2021. Sẽ có những vết bầm và sưng do phẫu thuật, nhưng vì chúng ta đều phải đeo khẩu trang, nên tôi nghĩ điều đó sẽ hữu ích. Hàn Quốc vốn là một kinh đô của phẫu thuật thẩm mỹ kể cả trước thời kỳ đại dịch. Ngành công nghiệp thẩm mỹ này ước tính có giá trị lên tới 11.000 tỷ won, tương đương hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, theo thống kê của Gangnam Uni, nền tảng trực tuyến về phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất của Hàn Quốc. Bác sĩ phẫu thuật Shin Sang-ho, điều hành bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Christmas ở trung tâm quận Gangnam, cho biết nhiều người đã dùng chính khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ tại các bệnh viện và phòng khám thúc đẩy doanh thu ngành thẩm mỹ trong quý 3 và 4 năm 2020. Tôi có cảm giác nó như một dạng tiêu tiền trả đũa. Tôi đã cảm nhận được rằng khách hàng đang thể hiện những cảm xúc dồn nén của họ do dịch bệnh bằng cách tiến hành các thủ thuật thẩm mỹ. Những người thường chỉ thực hiện một thủ thuật thì nay làm tới 2 hoặc 3 thủ thuật vào thời gian này. Dữ liệu của nền tảng trực tuyến Gangnam Uni cho thấy người dùng của họ đã tăng 63% so với một năm trước đó, lên khoảng 2,6 triệu vào năm ngoái, yêu cầu 1 triệu buổi tư vấn, gấp đôi so với một năm trước đó. Đại dịch khiến việc quảng bá dịch vụ cho khách hàng nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, trong năm 2020, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã tập trung nhiều hơn vào nhu cầu khách hàng trong nước.